cô chú. Hôm nay mình đi bắt cá. Chồng và cô chú và tất cả các bạn, thì buổi sáng hôm nay mình đi về nhà của mẹ để gia đình của mình bắt mấy con cá nha. Cũng lâu rồi mình không có về trong nhà để mình đi bắt cá. Mình xem cây cá của mình nó lớn chưa. Giờ mình mời cả nhà cùng ra câu cá với mình. Ôi Duy Thịnh cầm cái xô đi mất đi. Duy Thịnh ơi, đợi má đi nè. Má chừng té đó. Chỉ vừa động sẽ nắng lại. Tôi ăn cơm nhạt nha, ngạt nha. Cơm vàng cơm bạc nhà ta. Cơm vàng cơm ngạt nhà ta. Nó ăn cơm thẳng cháu ơi nhà người. Giỏi quá ta. Đi xuống thôi. Đâu có con đứng lên bờ con đợi ông nha. Đó, ông quăng chài. Đợi chút xíu không có dính không. Cái nước đầy quá. Có đó, nó rỉ ghê anh. Đi nó kỳ gì kìa ông bắt. Ông thả lên đi. Chưa đi. Chài nó chìm. Rồi được rồi. Ờ nó gãy quá trời rồi. Nó tung chạy mất. Wow, để con kéo giùm cho. Không làm đâu được, nó gãy con xuống nước luôn à. Duy Thịnh nó để con kéo giùm cho. Cá nó kéo con đi luôn á. Con kéo mạnh lắm á. Bình thường sấy rồi. Nước rồi. Đầy quá em ru rồi. Ôi quá trời luôn. Nó em ru em. Duy Thịnh đã không Duy Thịnh? Nó bự quá trời ha. Để tới được con có xuống nè. Đấy. Con chưa xuống ngược nữa hả? Nay con có phao hả? Chứ đưa phao cho con làm chi? Thì con để vô. Rồi con bắt con cá bự kìa. Nay con biết bắt cá mà con cho xuống rồi. Thì đâu có xuống, bữa nay mình bắt. Rồi đem thùng đi ngoài. Đem thùng ra ngoài. Con đem thùng cho ông để vô đi con. Con bỏ vô. Không có, mình đứng trên bờ mình bắt chứ mình không có lội xuống ao. Đâu có lội ao gì con. Mình có chài. Ở cái thùng gì có chút xíu gì. Thùng của Duy Thịnh mà. Con này nhỏ quá, mình ngoài thả con xuống. Con thả xuống đi. Rồi rồi con thả xuống. Rồi con thả xuống hồ đi. Ôi Duy Thịnh thả cái nhỏ xuống nè. Để con bỏ vô cho. Được chưa? Thôi bắt vậy thôi ha. Rồi bắt hai con rồi Duy Thịnh xách vô. Duy Thịnh xách vô đi con. Nặng không? Duy Thịnh nó đi rồi đã không? Đâu bỏ đâu rồi, để ngoài lái trơn quá nó đi không được. Rồi rồi quá, ở cái chân nó đâm vô tay con nha. Con làm gì vậy? Con nhảy theo nó hả? Từ từ nhân em nữa rồi ơi. Rồi con tự lại lấy đi. Con có tay cầm rồi. Để bà ngoại giúp con. Con cảm ơn ngoại chưa? Cảm ơn ngoại. Đi còn con cá kia nữa kìa. Biết nói sao đi. Không biết nói gì. Thì con nó rồi xách đi. Giơ tay quá. Rồi con xách vô rửa luôn. Vô rửa xà bông. Rồi con xả cho nó miếng nước đi. Ít thôi, ít nhẹ thôi, nhẹ thôi. Bán nước lại đi con. Rồi rửa lấy xà bông rửa tay nha, để tanh. Rồi Duy Thịnh để, con bắt từng con để qua. Trời ơi con đổ nổi không. Quá nước lại đi con, quá nước lại. Rồi con dặn nước lại đi Duy Thịnh. Nó làm gì con hả? Nó hụt nước con. Đi đi. Con làm cho nó hùng lại kìa. Thôi dặn nước lại đi, con đừng làm vậy hao nước lắm. Con dặn lại đi rồi con làm, nãy con làm sao nó hù con á. Mình bắt xong rồi, mình ướt hết đồ rồi. Mình ướt hết đồ rồi mình phải làm sao? Mình đi thay đồ nha. Mình đi thay đồ nha. Sáng mình về trong nhà mẹ bắt cá để trưa mình làm đồ ăn ăn cơm á. Bữa nay anh Ngân được nghỉ làm. Rồi mình chạy đi mua mấy lít dầu về để mình xịt cái tấm vách này nè. Cái bức vách của mình là bằng cái cây dừa. Mà cây dừa này thì dừa non, tại vì cái dừa già thì mình đã lót với cái gỗ sàn hết rồi.
nên là nó bị mọt ăn á, nó ra nhiều bụi lắm con mọt nó ăn, nên là mình xịt cái dầu này vô cho bụi nó, con mọt nó đừng ăn, nó không có rớt bụi ra đó. Giờ anh Nhân sẽ ra chế cái dầu qua bên cái bình xịt. Cái bình xịt này giống như cái bình xịt lan vậy. Xong rồi mình xịt lên cái gỗ này thì nó đỡ bị mối mọt ăn. Được rồi anh, để đầy quá khó làm. Cái cây này lúc trước là làm cái dáng cốt pha để mình đổ cột á, nó bị dính xi măng, bị dính mấy cái xi măng nhiều lắm. Chứ nếu như mà mình để đóng vách á thì mình quét nhớt á là nó không có bị, mà cái gỗ của mình nó sẽ đen lên, nó đẹp. Bữa nào mà anh Nhân được nghỉ làm thì ở nhà cũng làm chuyện nhà. Giống như mấy bữa mà mưa nhiều nó bị tạt hai bên đây nè, phải mua tấm bạt về mình che ra một chút á, để cho mưa nó không có tạt vô, nó không có hư cái gỗ. Xịt cái dầu này nó hôi nên là không có mọt nè. Nãy em lấy khẩu trang đây vô anh. Con mọt nó ăn cái cây mà nó còn cái sớ dừa không nè, nó ăn mất cái ruột luôn. Nãy mình cũng lấy chổi mình quét dọn cho nó sạch, xong rồi mình mới xịt dầu vô. Vậy giờ em sạch nha, em vô em chiên cá rồi ăn cơm. Với hai mấy trái đậu bắp đỏ vô mình luộc chấm nước nước mắm hoặc là chấm chao. Mình trồng có mấy cây đậu bắp mà hôm nay mình thu hoạch ăn cũng một lần được 5-6 trái, mà trái cũng bự bự, mình ăn đủ bữa luôn á. Giờ mình đi ra cái cây đậu bắp của mình nha. Mấy cái bụi xả nè, ngay chỗ đất ven đường mà mình trồng nó làm như nó trúng đất á, nó tốt ghê. Còn mấy cái mướp thì nó không có tốt bằng. Đây có mấy cây đậu bắp nè, đậu bắp đỏ. Bữa giờ mình cũng ăn được mấy lần rồi, mỗi lần nó ra trái cũng to to vậy nè. Cái mình hái mình nấu canh chua ăn. Cái đậu bắp đỏ mình nhìn cái màu sắc nó đẹp vậy thôi, nhưng mà ăn thì nó không có bằng cái đậu bắp trắng. Cái da nó cứng hơn. Cây này mình được 2 trái luôn. Thì anh Nhân đang xịt dầu ở ngoài phía trước, còn mình thì mình chuẩn bị nấu cơm. Mình bắt cái chảo dầu lên rồi giờ mình chiên cá nè. Hồi sáng ăn cá chim của cha mình bắt được á, giờ mình đem con cá này mình chiên, mình mần sạch sẽ, mình chà chanh muối rồi này nọ cho nó bớt cái tanh á. Bây giờ mình để vô nha, dầu mình cũng đã nóng rồi. Nãy mình vừa đi hái được mấy trái đậu bắp nè.
Đây, đậu bắp tím của mình nè. Có trái này bự ghê luôn á. Rồi sáng á, mình có mua thêm một ít củ qua nè, củ cải đỏ. Giờ mình sẽ sắt xong rồi mình đem đi luộc nha, để tí nữa mình ăn cùng với cá chiên. Cá của mình cũng đã chín vàng rồi. Mình bắt thêm một cái nồi nước nữa để mình chuẩn bị luộc khổ qua, đậu bắp với lại cà rốt. Đậu bắp tím mình luộc nó sẽ đổi màu thành màu xanh nè. Giờ mình sẽ luộc rau nữa là xong. Mình sẽ làm một chén nước mắm chua ngọt thật là ngon để mình chấm cá và rau nha. Củ mình cứ nghĩ là cái đậu bắp này luộc nó ra màu tím, nhưng mà thật ra luộc nó sẽ ra cái màu xanh. Cá của mình hai mặt nó chiên vàng ươm luôn. Anh Nhân cũng đã xịt dầu xong cái bức vách rồi, giờ mình dọn cơm lên mình ăn. Mình cũng vừa nấu cơm xong, cá chiên, rau luộc, chấm nước mắm. Đây, cái bức vách của anh Nhân đã xịt xong rồi nè cả nhà. Nó ướt hết rồi. Vậy là cái con mối mọt nó nghe cái mùi hôi á, nó không có ăn cái cây của mình nữa. Còn không là nó ăn còn có cái sơ không à. Mà nó ra bụi nhiều lắm. Rồi anh ăn đi, em vô. Mời cô chú và các bạn cùng ăn cơm với hai vợ chồng con. Chài có con chài dính ba con mà Thịnh nó thả con nhỏ, còn bắt hai con bự. Mời ông bà cô chú và tất cả các bạn cùng ăn cơm với vợ chồng của mình nha. Quá là sương luôn, sương chữ y không à. Sáng sớm thì mình về nhà mẹ chạy cá, Thịnh nó mừng quá trời luôn. Nó khoái đi chạy cá, nó tưởng đâu lỗ xuống nguyên luôn, nó tính ra phóng xuống dưới anh. Đậu bắp màu tím mà luộc nó trở lại màu xanh nè. Mình lấy cái nhỏ đi. Mỗi cái đó nhỏ xíu rồi. Lấy cái nhỏ xíu. Đây. Bây giờ. Bây giờ. Cái nhỏ hiếu nhỏ. Dạ bỏ ra. Bỏ đi. Tại vì có một cái nên là em có để ý. Cải đỏ mà mình luộc ăn cũng ngon. Dạ kêu ổ đẻ. Cá chiên mình ăn cái bụng nó không có xương. Anh ăn đi. Cá chiên mới bự, bự gấp đôi cái rồi nha. Càng bự nó mới ít xương. Càng bự nó càng ít xương. Cá này mới ăn từ từ chậm rãi. Xương dữ lắm xương. Bạc đi, bạc không biết. Mình nuôi gần 2 năm rồi mới được như vậy. Cá chiên nó cũng lâu lớn.
tại mình không có đủ đồ cơm nang. Ở ngoài đây mình có mang mấy cơm thừa đồ á, cái mình cũng đem về cho cá ăn ở trong mẹ nữa. Mình cho nó ăn rau, mẹ hay đi vườn chặt lá mì hoặc là cỏ đồ á, về cho cá ăn với ba cái cơm đổ không à. Chứ cá này mình không có cho thức ăn nên nó lâu lớn lắm, mà cái thịt nó ăn hơn. Mấy mốt nước cạn mình cho mình bắt nữa anh. Ừ. Nay bự lắm à. Cá là như bên Gò Công á. Là thiên nhiên phải không? CD mà rẻ. CD rẻ là mình hái, mình lộm CD rụng mình giọt xuống nó ăn. Vậy ăn cá nó chua không? Không. Ăn được. Đỏ có nhiều rồi. Vậy ăn cái thịt nó thơm lắm á. Đỏ có nhiều rồi, ăn hết nhiều. Ăn CD giữa. Thôi mà CD rẻ rồi, còn ở nhà CD rẻ rồi. Nuôi đổ xuống cho nó. Đi lụm gì cho nó ăn. Đổ xuống mấy chục tiếng nhân cũng thế. Hồi đó nhà mình trồng mận á, mà nó bị dòi á. Xong cái mình lụm mấy cái mận mình đổ xuống hồ. Cá nó cũng ăn mận nữa. Mà đổ đít à. Nó ăn hết cái mình đổ tiếp vậy á. Mình ăn thịt con cá nó thơm lắm. Chứ không giống như cá nuôi. Ăn cá này ăn từ từ chậm chậm với xương không anh. Ừ. Bữa trưa đơn giản của hai vợ chồng. Ừ, bữa nay là ăn không tốn tiền luôn nè, cá của mẹ. Chút nữa ăn xong rồi cho con ăn nha. Chồng ăn hết nửa con. Nửa con cá. Trời nắng quá mình ăn cũng đồ ăn thì ngon thiệt á, nhưng mà cũng mệt á, ăn không nổi. Clip của mình cũng đã hết rồi. Cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian theo dõi video của mình. Còn bây giờ thì hai vợ chồng của mình xin chào và hẹn gặp lại.